ghi lại thường xuyên cúi xuống ở thời gian nào mất tập trung, thời gian giữa thì có tham gia thi đấu, nhưng càng về sau lại lơ mặt xù nhủ đạp mặt, thái độ không đều trên sân thi, các tiết phải tư dùng cùng chơi. Thứ tư là 46, trận đấu này 46 ăn uống hoàn toàn phải làm xù nhủ chặt đau chặt nhịp đấu không đều nước bật chung quanh, mặc dù làm một thế rất đẹp. 46 dừng chơi. 59 di chuyển. Tiếp theo 89 di chuyển. Tám mươi ba di chuyển và 97 cũng được di chuyển về đối diện với con 11. 83 di chuyển đối diện 79 và 97 sẽ di chuyển đối diện con 11. 50 đã sửa long an bắt quả cho thành thi. Thời gian còn lại trong trận đấu 50 phải cắt trẻ mới có cơ hội đi tiếp. 97 bé đẹp đồng di chuyển sang bên kia mọi người nhá. Đấy. Đây tại đây được xem là những trận đấu cực kỳ nhạy cảm. Ở đây mình chú ý quan sát viên của mình, đồng thời phải quan sát viên xung quanh để thấy được trạng thái thi đấu của chính mình như thế nào. Chắc chắn như đây vẫn còn thái độ, nhưng thái độ trong trận đấu không tốt, thời gian thi đấu không bằng viên xung quanh, vi phạm điểm từ nhiều hơn ảnh hưởng đến thời lượng thi đấu của chúng ta. Số anh 72 hả em? Đấy xem nhé. Còn em ơi, còn đẹp. Đằng sau số bát anh, đằng sau số bát anh 50 đó là 72. Nhịp chậm, vi phạm điểm từ nhiều, nguy cơ điểm từ rất cao. Nằm trung tâm, chậm chậm toàn em Minh Dương không đều. À bạn Minh Dương ơi. Nguy cơ điểm từ sẽ rất cao. Xin anh Toàn. Đang chạy top 30, hiện tại trên dàn là còn 4 rồi, 1, 2, 3, 3, 5 là 8, 9, 9, 4, 3, 6, 3, 8, 9 nữa, 3, 8, 9 nữa mọi người. Thật ra tham gia trận đấu chim này đây lú luôn anh em ơi, chim đều dã man. Mọi người, chúng tôi lưu ý ta đang ở đêm được với 23, đã sửa lâm tấn. Giờ đến đây và sửa lâm tấn trước khi sửa lông 23 có sửa lũ sau đó sửa lông rất rõ. Thời gian còn lại dòng đấu 23 phải chắc chẽ mới được đi tiếp. Nửa thời gian của dòng 25 đã qua. Chìm đều như đánh giải ô tô. Khi đang rất đều thì bạn em phải chú ý quan sát. Anh cũng không biết tên của con chim đâu, em chỉ biết anh em hỏi số bao anh 72 thì anh trả lời là còn. Nằm biên, anh em chú ý, tôi lưu ý, thái độ đi nằm biên cho anh được lắm. 97 đang ở mặt đấu bên kia rồi, đang ở mặt đấu bên kia, vừa được di chuyển sang mặt bên kia. Để tiện xem là... không 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 có Mộc Quân Vương em ạ. Đây là chú chim của em Hai Còi Hải Dương. Đây là trận đấu nhạy cảm, được xem là những trận đấu khá tốt.
thứ hai nghiệp đấu cũng tốt mà đấu không tốt bằng Kim Quan 97 đối diện 11 đúng rồi. Thường xuyên lên mạng Kim Quan đấu đều mà Kim Quan đấu không 97 đối diện 11 đấy. Xuyên đồng anh em nhìn rất khó nhưng mà thôi không phao tẹo nữa có thể là di chuyển. Mẹ ghê. Của bạn số bao nhiêu? 79 à? À 79 anh em nào Quảng Ninh thì ủng hộ cho bạn mình nhá. Câu lạc bộ Cẩm Phả nhá. Bạn cũng đi đường xá xa xôi lên đây để tham gia một trận đấu đang bắt mặt cùng 183 là chiếc team 79. Anh em Cẩm Phả Quảng Ninh đâu? Anh em Quảng Ninh đâu? Ủng hộ cho bạn nhá. Quảng Ninh mấy con ạ? Còn 1 phút, 1 con. Duy nhất Quảng Ninh hôm nay tham gia lại dường có 1 con thôi, 1 chim thôi. Bé đẹp thì sang bên kia rồi, đang đánh rất đều nước. Tuy nhiên đứng góc chữ A thôi, nhưng mà bé đẹp vẫn tham gia tốt. Mỏ kênh biểu diễn quá hay, đúng rồi, mỏ kênh là chiến binh biểu diễn pha lê mà. Chú chim này nó có một cái nước gọi là khi nào mà con chim nó lên được cái nước mà nước gọi là múa pha lê ấy, phải nói là đẳng cấp của con chim chà mào luôn đấy. Đấy, đẳng cấp của nó có nghĩa là nó không chạm mỏ vào lông nhưng mà nó cứ quay thế thôi, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, giải đấy. Hôm nay nó chung kết thằng Đạt tí khóc ấy. Nhớ trả lời nó tập khảo. Hôm vừa rồi bố tí tù thấy ám. Chơi chim là đùa, ông nào nghĩ ra môn chơi chim phải nói bại lão vô cùng luôn. Cứ ra chỗ nắng ngồi thôi anh, vừa cứ ngồi chỗ nắng mà không biết mệt. Đấy, bại lão vô cùng luôn. Mỏ kênh số bát anh 47 em ơi. Đấy, Hùng Sám số bát anh 96. Con của anh bao nhiêu? 61 này. Thì rất tiếc 23, không chi phải xỉa lông mà không chất kẽ trở đây. 23, được cùng chân. Đây là tổng dàn thi đây mọi người. Không chắc chắn khi vùng vùng 23. Đấy, tổng dàn thi đây. Chúng tin 18, thì trong phút 18 đã có nhắc nhở về thái độ. Dòng này, xung đủ là 3 lần lâu, chặn cầu, chặn nghiệp hơi những chi chung quanh. Vì vậy, rất tiếc đã có nhắc nhở, mà dòng sau vẫn những thái độ không tốt hơn dòng trước, nên rất tiếc 18 thì dùng chơi. Đấy, Dũng đẩy như này, Dũng zoom vào nó không bị vướng cột đúng không anh em? À, hợp lý này. À, chú chim nào sẽ được di chuyển vào còn lại bằng đấu của giám khảo Đức Huy Hữu Ý cùng giám khảo Dũng Võ. Rất tiếc 50 xỉa lông không chắc chẽ, 50 dừng cuộc chơi. Trận đấu ngày hôm nay giám khảo làm rất tốt, rất tốt mọi người nha, rất tốt từ sáng đến giờ luôn. Đấu ra ngoài có ăn uống, thái độ thi đấu không tập trung, khi còn 5 giây thì chỉ có kênh số anh 47 em ạ. 5 giây cuối thì không đủ điểm kế tiếp thì đã có nhắc nhở. 13 dừng cuộc chơi. 66, 35, 30 nhắc nhở thái độ làm việc. 13 dừng cuộc chơi. 13 là tiếp được ghi điểm và đã dừng cuộc chơi. 64 được ghi điểm. Công ty đã em không được rồi. Sáu tư di chuyển và 97 trở hơn 100 thì 97 được di chuyển. Tiếp tục 97 di chuyển vào trong này rồi mọi người nhá, vào bên mặt này rồi. Hay quá đấy. Thôi mình cứ may vào anh Khôn. Nhẹ nhàng anh ơi. Nhẹ nhàng giúp em. Được di chuyển. Đấy, bé đẹp lại được vào trong rồi. Và anh cũng yên tâm về tiêu chí về lòng của những phạm nhân miền Trung. Nếu tôi làm đã đưa ra tiêu chí thì chắc chắn tôi bám rất sát với tiêu chí về lòng là miền Trung. Anh em nhìn như này ok chưa ạ? Vừa cũng thấy hơi lóa đúng không? Các giám khảo, vâng, người thi 5 giây ổn định kim cho vòng 26. Những vòng đấu sau này vòng 26 mọi người nhé, vòng 26 bốn chú chim nữa vào 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 top, cố gắng theo dõi chim của mình chỉ là hơi hết thời gian ổn định chim vòng 26 bắt đầu. Vâng, vòng 26 bắt đầu. 66 35 30 nhắc tới về thái độ, hãy chúng ta theo dõi chim chim của mình một cách sát sao nhé, hãy đừng rời mắt tới chim của mình. Những dòng đấu này là những dòng đấu khi đi khảo cực kỳ nhạy cảm. Xem chỉ cần từ 2 đến 3 nhịp lên, 2 đến 3 nhịp ăn uống, vi phạm từ 3 đến 5 nhịp trừ.
Mất phanh đang ở vị trí đẹp rồi, vị trí đẹp, vẫn ở vị trí cũ từ sáng giờ luôn. Mất phanh đang cặm cụi để mà đang lắp ráp từng chiếc lốp cũng như từng cái bánh xe một. Mất phanh đang cặm cụi gọi là lắp ráp một chiếc xe cho chị. Ok anh chào Quốc Sơn, bé đẹp hay quá rồi. Nói chung là mưa lúc nào mát mặt lúc đấy thôi anh em ơi. Cuộc chơi này nó còn hên xui nữa. Chim thì chỉ có không may mắn là mắc lỗi thôi. Đấu mạnh quá không may mắn mắc lỗi thôi chứ không có chim bỏ đấu. Tất cả chú chim rớt búa đều phải bật ché mọi người nhé. Bung xòe chỉ là điểm cộng và không có điểm gỡ. Những trận đấu này thì chắc chắn vẫn còn hai lần để cố cũng không chắc chắn này có điểm chơi. Khi với một lần thì chúng tôi sẽ lưu ý cho anh em hai lần nha, hai lần rất bố nha mọi người nhé. Bé đẹp đằng sau 100. Nay giọng anh thấy vui hơn rồi. Ok em ơi, anh vui mà. Nửa thời gian của trận đấu này đã qua, vòng 26. Sơn ơi. Chim Sơn đây, Sơn ơi. Sơn, Chim Sơn đâu? Anh em nào đang xem live của Sơn sang Dũng cháy nhá. Anh nuôi hộ bé đẹp lâu không? Nói chung là anh nuôi hộ anh Thuấn Đà Lạt là khi nào anh thích cầm về thì anh cầm thôi, bởi vì đó là một ông anh quý Dũng ấy, khi nào anh thích cầm về anh cầm. Dũng nuôi hộ anh thì chơi hộ anh, bắn chân hộ anh thôi. Anh có chim chuyên giàn không? Có, là sau 100, mang số danh 97. Chú chim này có 15 năm tuổi rồi anh em nhé, 15 năm tuổi rồi. Nếu mà so với những chú chim mộc bổi thì chú chim đã già hơn rất là nhiều. Không, không phải anh, à không phải đất chám chia lại cho anh Thuấn đâu, mà đất chám là có tên ba miền thôi. Thế còn anh Trường Sơn anh mua lại 83.000 giống đất chám nữa. Ôi giống thì nhiều con giống, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái nết và cái tính của con chim thôi em. Quan trọng nhất là cái tính và cái nết của chim, con chim này nó có nhiều chim giống nhau. Cái quan trọng nhất là người ta mua cái nết và cái tính của con chim. Vâng, và vòng 26 hết giờ và xem vòng thi đấu này giám khảo có tìm được ra 4 chú chim để đưa chim vào giải cờ không ạ? Tám ba nó giống đất chám thôi anh em ơi. Đất chám mình không cầm nữa mà là về chỗ anh Trường Sơn. Anh có đăng lên trang cá nhân, à anh có chia sẻ trang cá nhân của mình ấy, của anh Trường Sơn ấy. Lo chứ, tầm này ai chẳng lo. Nó kẹt cầu nhờ nó cũng dưỡng, nó kẹt cầu nhờ nó cũng dưỡng. Đúng rồi bạn Vũ Thanh Nga ơi, thật ra là nhắc đến chiến binh thì mình cũng buồn đấy, thế nhưng mà thôi mong anh em đừng nhắc tên nữa, bởi vì nhắc tên thì mỗi lần Dũng phát live hoặc khi anh em hỏi thì không trả lời anh em thì anh em bảo Dũng là coi thường rồi khinh người, nhưng mà hỏi ra thì Dũng nói ra nó cũng rất là nhạy cảm mọi người ạ.
anh cũng là còn mấy chiến binh nữa. Anh không còn chiến binh nào em ơi, anh không còn chiến binh nào, anh chỉ còn một hai con mộc thôi. Còn chim là anh nuôi hộ anh Thuấn Đà Lạt. Hai con, một con có tên 38 và một con tên bé đẹp, anh nuôi hộ anh ấy. Để anh ấy lựa chọn anh đánh giải ô tô ấy. Còn chim của mình thì không có. Chim của mình không có. Bây giờ anh không nuôi nữa ạ. À, anh có nuôi nhưng mà anh còn đang đi tìm kiếm em ạ. Hy vọng là tương lai sẽ gặp được một chú chim nào đó có duyên với mình. Con chim ăn cỏ là cái duyên đấy mọi người. Đến và đi cũng vậy thôi, cả con người cũng vậy. Bạn bè, anh em hay là gia đình hay xã hội thì cũng vậy thôi. Tất cả đến với mình đều là chữ duyên. Và trong chữ duyên thì nó có cả hữu duyên và nghiệt duyên. Đấy là cái điều mà chúng ta đều phải trải nghiệm. Chiến binh Yên Tử hôm qua top 20 em ạ. Hôm qua anh cho bắn chân trận top 20. Thì ra hai hàng thì chú chim bị mắc lỗi gãy xỉa. Hâm mộ anh, mong anh tìm được chiến binh này cổ vũ. Ok em ơi, anh sẽ sớm tìm được thôi. Hy vọng rằng là sẽ may mắn để tìm được một chú chim nào đó hữu duyên, quả lấp cho cái niềm đam mê của mình. Bạn Lâm Nguyễn Văn ơi, không phải đâu, nó cũng tùy từng hoàn cảnh, tùy từng điều kiện và cũng tùy từng khoảng thời gian nhất định và cũng tùy từng tình huống ấy. Đôi khi anh em không hiểu được. 98, 89. Vâng, đó tất cả. 35 và 66. Đó là những chú chim được xuất cả. Vâng, chúc mừng bạn Ngự nhá. Chúc mừng bạn Ngự, chúc mừng em hai nhá. À, anh em Hải Dương nào cũng được 3 chim rồi. Đúng rồi, bé đẹp thì cũng ok rồi. À, bé đẹp thì cũng có xe rồi mọi người nhá. Top 30 rồi. Vẫn là... Đúng rồi em ơi. Chán các ông đi hỏi. Không theo dõi. Bác cũng là đúng rồi. Anh em mà theo dõi mình là anh em hiểu ngay ạ. Một con bương đầu năm em ạ. Một con bương đầu năm. Đầu năm là tình nghĩa anh em thì mới bán cho anh em mình thôi, chứ nếu mà đúng ra cái thời điểm mà con chim nó ăn thông 4 cái chung kết là có người giải anh đầu 8, nhưng mà anh không ra. Bởi vì sao? Mình không bao giờ mình nghĩ rằng con chim nó ra khỏi nhà mình hoặc là ra khỏi tay anh mình, bởi vì mình bán cho anh mình là chỉ có 2 anh em chơi thôi. Nhưng mà đến thời điểm anh mình đổi ý thì vào tay người khác, đấy là cái điều luyến tiếc nhất của mình. Đấy, nhiều anh em không hiểu được, chứ không phải là mình bán con chim đi mà mình kiểu như là khó khăn hay mình như nào cả. Mình chỉ có cái điều khó riêng của mình chứ mọi người. 96 hùng xám của anh Tuấn, đúng rồi em ơi. Hùng xám hôm vừa rồi chung kết đấy, hùng xám hôm vừa rồi chung kết ở giải của em Lê Quang Nghiêm lấy giải nhì ấy. Có lần đầu nhưng tổng thời gian thi đấu 98 còn bao phần các chương trình còn lại chúc mừng 98 được như thế. Đúng rồi, chúng quả hữu duyên. À, mọi người nhờ, cho Dũng một từ bình luận ok hay không ok là ở trên màn hình mọi người nghe âm thanh có ổn không? À, hình ảnh có rõ không? Để cho Dũng biết để điều chỉnh cho mọi người xem. 82 còn không ạ? 82. Ồ. 47 phải dùng cuộc chơi rồi. 82 còn em ạ. Thôi chưa buồn cho mỏ kênh nhá. Đấy, cuộc chơi này là cuộc chơi toàn sao số thôi, nhưng mà chỉ thiếu một chút thôi. Thiếu một chút may mắn thôi. Vâng, và chúc mừng bạn Tuấn Nguyễn cũng đã có hai chú chim là đều được vào top 30 và cũng có cờ có giải rồi. Chúc mừng bạn. Chín bảy con đâu? Anh em Quảng Ninh nhá, anh em Quảng Ninh ủng hộ cho 79 nhá, ủng hộ cho 79 để mang niềm vui về cho Hải Dương. Nói còn đâu? Thôi về nhốt sang cái nồng khác đi. Anh sang cái nồng này. Bên này xong là đến lượt bên này. Anh nhớ. Đâu bên đấy bên này. Nó dở lắm đấy. Người ta nói nhạy cảm không chia sẻ mà bố mặt dày vẫn cứ không sao đâu, bởi vì anh em không biết đấy, có thể anh em không biết đấy, anh em hỏi cũng được, không sao cả, cũng không trả lời. 62 được cái gì? Bé đẹp số bao nhiêu? 97 em ạ, 97 đằng sau 100, đây đằng sau 100 đây, đấy, nó bị xem nó bị số bao nhiêu rồi? 14 di chuyển sau.
nắng há hết mồm ra rồi mọi người ơi, nắng há hết mồm ra rồi, tất cả chim gần như há mồm mà. Anh ơi, có một nhịp cứu mày nhé, còn mẹ cái nhịp đang tiếp theo. 20 nào anh em, nhà mình đang xem live có chú chim nào của quê hương của mình anh em cổ vũ nha. Và một lần nữa xin chúc mừng 30 em còn lại sao, 30 em đã có giải trong sáng hôm nay. Và khi em bước vào giải thì chúng em sẽ cho em ở đường là 20 giây. Kim em sửa lòng bắt cô câu thì bắt buộc Kim em phải tránh đá. Nào mọi người hãy chia sẻ nào. Bắt đầu cuộc chơi là Dũng thấy nóng lên rồi ạ. Và hồi hộp rồi ạ. Mọi người chia sẻ lên để được 1.000 mắt xem đi ạ. Em có con 97 Đà Lạt đang cầm đó. Đây. Zoom vào các vị trí. Và chúng tôi đã rời Kim. Không đúng. Vì vậy chúng tôi sẽ cho Kim ổn định lâu hơn một chút. Thêm 10 giây được Kim nữa. Các em chú ý. Thời gian sẽ từ 2 đến 4 phút. Qua 2 phút và chúng tôi có Kim rõ ràng. Chúng tôi sẽ kết thúc giải đấu. Vi phạm lỗi tỷ bắt buộc Kim đang phải chơi ra. Và đã hết thời gian của Kim. Một lần nữa xin giới thiệu của các tuyển thủ. Lựa chọn Kim giờ top 20. Lượt đầu tiên. Bắt đầu. Đã bước vào giải thì các khán khảo sẽ so kè rất kỹ càng để sổ thi. Từng thời điểm mà Kim Lan tham gia thi đấu chim rất đều như bắt tranh luôn. Dũng nghĩ là không có một con nào có điểm dừng, chỉ thiếu sót và thiếu may mắn thôi ạ. Đấy, cuộc chơi này nó đòi hỏi cái sự may mắn cũng rất là cao mọi người nhé. Và thời điểm này con chim cũng đã đấu đến gần 3 tiếng rồi mọi người. Gần 3 tiếng rồi cũng đã đến lúc mà tất cả những con chim đang xuống nực rồi ạ. Phú Thọ có con nào không em? Hôm qua em có nhìn thấy bạn Lũy Trà Màu đấu rồi mấy anh em Phú Thọ. Thế còn bây giờ không nhìn thấy đâu. Bây giờ không nhìn thấy các bạn đâu cả. Cũng không biết được các bạn đâu. Một là đi ngủ chỗ nào đó thì áo bày lấy giải, hai là các bạn về rồi. Hiện tại đây đã còn giải. Anh còn con nào không? Anh có con 97. Một lần mà không chắc chắn thì đi. 97 đang sau 100. Đấy, 97 đang sau 100. Đấy. Nào mọi người hãy chia sẻ nào, chia sẻ này lên 1.000 mắt xem nào, sao lại càng ngày càng giảm đi thế nhỉ? Hoặc anh em nào đang bận công bận việc thì chúng ta có thể để máy và nạp căng điện thoại vào nhé. Nạp căng điện thoại vào sau khoảng 15 phút nữa là chúng ta sẽ có top 20 và chúng ta xem những vòng nước rút của những chú chim đẳng cấp ở tại Hải Dương, tại câu lạc bộ tại trường chim Cường Nê. Đấy, và tổ chức ở tại hồ bơi Hoa Anh Đào, thành phố Hải Dương. 96 thường xuyên thời gian 2 đến 4 phút. Hai phút đã qua đây rồi nhóm này. Ok em, nạp căng điện thoại vào nhá. Thật ra mấy trận vừa rồi là Dũng cũng chia sẻ với tất cả 800 anh em đang xem là như thế này. 800 anh em xem là như thế này. Dũng cũng muốn là phát live từ đầu cho anh em để anh em xem đúng không ạ? Thế nhưng mà không có một cái điện thoại nào có thể chịu nổi. Và vừa rồi Dũng cũng đã bị cháy màn hình và cũng như là bị cháy IC nạp. Đấy. Về một chiếc điện thoại, đấy là cái thứ nhất. Thế thì Dũng sẽ rút ngắn lại ở các cái giải đấu là vào top, Dũng sẽ like. Cái thứ nhất là như thế này mọi người này. Mình quay từ đầu ấy thì những con chim giá trị của anh em bị hạ. Đấy thì nó rất là nhạy cảm mà có thể là nhiều anh em ghét mình từ cái điều đó. Đấy là cái điều mà Dũng không mong muốn. Thế thì vào cờ mà anh em có cờ có giải rồi mà bị hạ thì anh em cũng rất là vui đúng không ạ? Đấy. Thế cho nên là Dũng sẽ từ nay trở đi và Dũng sẽ chỉ có phát trực tiếp là khi chim vào top. Đấy, bởi vì lúc đó anh em chả ai trách mình được.
có cờ là vui rồi đúng không anh em? Đấy, có những con chim giá trị rất là cao nhưng mà nó lại bị rớt ở vòng 2, vòng 3 hoặc là vòng 5, vòng 6 từ cái luồng phát sóng trực tiếp của mình làm ảnh hưởng con chim của chủ chim. Đấy, bán ra không được giá hoặc là như này như kia thì đâm ra nó làm cho anh em thù hận mình hoặc là ghét bỏ mình. Đấy là cái điều mà Dũng không mong muốn. Đấy, cái gì nó cũng có hai mặt em ạ. Thế cho nên từ cái sự vô tình của mình, từ những cái sự mà Dũng muốn mang đến cho những người anh em trải nghiệm thì lại tạo nên một cái sự thù hằn với anh em, mặc dù là tâm của mình rất tốt. Đấy, thế nhưng mà nó vẫn mang một cái khía cạnh gì đó rất là dở. Cái thứ nhất là điện thoại của mình vừa bị hại. Đấy, sức khỏe của mình vừa bị tốn, đúng không anh em? Đấy, và lời khen thì không được mà được lời chê, Dũng không thể đánh đổi như thế được. Đấy, mặc dù là mình có lòng tốt với anh em, thế nhưng mà nó lại là một cái trái chiều. Đấy, hoặc là viral, hoặc là có con chim nào mà lọt vào hình ảnh của Dũng từ vòng 1 cho đến chung kết thì nó lại lên một cái đẳng cấp cực kỳ cao. Đấy, thế nhưng mà không ai hiểu cho Dũng được cái điều đó. Đấy, cuộc chơi này thật ra nó cũng rất là mệt mỏi anh em ạ, rất là mệt mỏi. Một môn chơi mà nó gọi là trời đày. Đấy, bại não vô cùng luôn. Nhà trận đấu này thì kim cái sao là những kim rất là hay, thì đã bước vào giải rồi. Thứ bảy kim anh em đấu hiếu. Anh còn anh có một con đằng sau 97, à đằng sau 100 là 97. Chú chim có tên là bé đẹp. Thế nhưng mà hôm nay với một cái năng mới ở miền Bắc. Hôm nay với một cái năng mới ở miền Bắc đây mọi người nhìn này. Đấy, rất nắng luôn. Một cái năng mới này, một cái nắng mới cực kỳ khó chịu cho tất cả những chú chim. Đấy, nhưng nó cũng lại mang đến một cái sự căng đột xuất cho những chú chim khác. Đấy, thế nhưng mà tham gia như thế là quá là ok rồi. Sau khoảng thời gian bắn chân cho bé đẹp là 3 tiếng. Vẫn một phách đánh. Vâng, 22 dừng cuộc chơi bên cạnh bé đẹp. Anh xem lại like cho con nào em? Anh xem lại con 22 này. Anh Dũng, anh em chào anh nhé. Ờ, chào tất cả anh em nhé. Anh em yên tâm, thái độ 22 chúng tôi rất rõ. Thái độ anh xem ai chết phai của em. Tiếp theo, chúng tôi đặt lại 22 cho anh em chuyển bán. Chú chim này đứng trên tàu, khi di chuyển thì chú chim thường xuyên bạc mặt qua bên ngoài. Và chắc chắn 22 có sủ đủ anh em. Có sử dụng không để anh xem cho anh? 25 Em ơi, cứ để anh check cho. Thường xuyên la mặt bên ngoài, quạt tàu, máu, cứ để anh check. Với việc thái độ không tốt, tặng thêm những từ không tốt. Vâng, vậy là hùng sám của cuộc chơi. Trận đấu ngày hôm nay rất là khốc liệt anh em nhé. Em có điện thoại Samsung ở đấy không? Để anh bỏ điện thoại anh ấy cho. Có điện thoại iPhone không? À Samsung không?
83 sẽ là móc không câu. 83 ô 83 hạ trực tiếp rồi. A đù. Không bị cố vào chân là được rồi. Đây không cắt trái thì 83 nhìn được cơ. Thì mình bé dẹp số danh 97 đằng sau 100 mọi người ạ. Đằng sau 100. Bé đẹp vẫn cặm cụi. Bé đẹp vẫn cặm cụi, vẫn đang cặm cụi cùng mẹ mất phanh là 5 năm. Bên này, bên tay phải của chúng ta đằng sau 89. Đấy. Lương Phước đã có 50 điểm rồi. Đi. Hiện tại 83 đã hết thời gian, đã quá 30 giây. Khi hụt 83 không chắc chẽ được, phải dừng cuộc chơi rồi ạ. Đội một tiếp tục sửa không? 11 sửa đâu? Cũng hết thời gian cho không 11, không chắc chẽ. 11 điểm cuộc chơi sau khi sửa không? Tuần Lê ơi, có mượn đâu cái điện thoại Samsung không để anh xem cho anh em nó thoải mái. Hả? Tiếp tục sửa lông. 51 còn không anh Dũng hả? Để anh xem nào. Ừ. À 51 lỗi xuống sàn. 51 lỗi sàn bị hạ rồi em ạ. Hai còi. Chim trên giàn, chim còn trên giàn nhưng mà bị hạ rồi em ơi. 83 này, chim còn trên giàn nhưng bị hạ rồi. 80 cũng vậy. Và 11 cũng vậy, có nghĩa là hạ trực tiếp trên giàn rồi ạ. Vâng, 30 giây hội ý để hạ chim mọi người nhé. Cứ thoải mái ra, em cứ thoải mái ra. Rồi anh cắt đây. Anh cắt cho. Mang cúp về Thủy Nguyên. Có anh em nào ở Hải Phòng Thủy Nguyên không? Nhiều anh em trong giai đoạn cổ vũ này. Đây mọi người nhìn chưa? Ở sân thi lúc này cũng rất là lắng mọi người nhé. Áp lực của chim trên giàn nè. Là một cái bạt. Đấy, đây là một trong những cái chịu nhiệt của con chim mà với khoảng thời gian bây giờ là 3 tiếng rồi. Cường độ đánh phải là cao mọi người nhá, chim đấu trường cường độ đánh là phải cao. Đấy thì mới được đi được quay 5 năm. Đây bạn ơi bạn yên tâm đi, bạn cứ nghỉ ngơi ở Côn Đảo với cái Trang đi nhá. Đấy lúc nào về mua quà cho mình nhá. Chim hôm nay đá xe rồi, đang chọn xe thôi. Đấy 5 năm này mất phanh đang đang rất giống chủ của nó này, đang cặm cụi tìm kiếm nắp từng cái lốp, nắp từng cái chân trống một thế này. Đấy, nhìn chưa? Yên tâm bạn nhá. 72 Tây Vực Hải Phòng. Ok anh em, Hải Phòng cổ vũ cho 72 nhá. 72 bên kia đang đánh tốt. Đúng rồi, 47 dừng cuộc chơi rồi mọi người. Anh ơi 14 hay quá, mua đi. Không, không tiền đâu mua được em ơi. Tầm này mà vượt chim thì hơi khó rồi. Bỏ kênh còn không anh? Bỏ kênh dừng cuộc chơi rồi em. Không, anh hết tiền rồi. À đấy hả? Em bơm cho anh hả? Ok. Sao đéo tiền hả? vui lắm mọi người. Đấy, cuộc chơi này vui quá buồn quá, đấy, hứng khởi quá, đang khóc thành cười và đang cười thành khóc, rất là hay. 100 nhiều mạng, à 100 chú chim là mang tên là nhiều mạng hả? Dũng nghĩ là vòng này giám khảo sẽ kết luận được ra chim để vào top 20 ấy nhỉ? Họp lâu này dễ là kết luận được đấy. Còn 25 con đúng không? 25 thì 3 con trên giàn rồi.
còn hai con nữa thôi, hai con yếu kém. Có xe rồi, có xe đẹp, xe đạp điện rồi. Giờ mua về chuẩn bị ôm nông. Ôm nông thì mua mọc thôi bạn ơi, mua chim tầm này mà mua về ôm nông chỉ mua mọc thôi, mua những con mọc vít, mua con mọc vít về nó chút nông ra là chăm lên là đẳng cấp. 11 thì trực tiếp trên giàn rồi, 83 và 50, ba chú chim là hạ trên giàn rồi. Nhà tiếp theo là 80, sẽ lông rất nhiều trên sàn thi đấu, con chắc chắn 80 nhìn chơi. Các chú chim còn lại vô cùng nguy hiểm như sau: 30, 32, 17. Trong ba chú chim này thì chúng tôi so sánh xem xét rất là kỹ. 30 là chim có cánh tăng 1 lần, mặc dù chim đấu 32 thì chim này có cánh tăng 1 lần. Tuy nhiên với 1 lần cũng chưa đủ tiêu chí mà chú chim này lấy được điểm cao. Không nữa, anh chỉ nhớ trong mấy quả thôi. Cắt cho như vậy, chúc mừng ba ai, chú chim này được tiêu chí với việc điểm tư và chú chim số 2 điểm cao liên tục. Số bao nhiêu? Và chưa đủ tiêu chí. Tiếp theo, sau khi so kè, người ấy ăn rút lên mặt các ngoài, giật đầu 3 lần, nhịp đấu không đều bằng chim số 1, chắc là thể độ không tốt của chim số 1. Đây người ấy, dường cuộc chơi. Vâng, và 17 dùng cuộc chơi. Cuối cùng còn lại, đó là cái chim 30. Chú chim này ăn cây phải bỏ, sau kia phải bỏ, có lên, có chặt. Và tiếp tục ăn 3 mỏ, cây 3 mỏ, chặt đầu chặt đi, nhịp đấu không đều bằng chim số 1. Em cho anh, em di chuyển ra đấy để cho nó cân nhé. Cái sàn thi đấu đều, và khi em lại ăn uống xong chẳng. Đâu em đứng lên được mà. Chúc mừng 20 của anh rồi. Vâng, và xin chúc mừng cho bé đẹp đã vào top 20 của đấu trường bởi 2 vé 5 triệu bắn chân thành công. Thôi đều 20, chú chim nhỏ đi bước 28, đi bước. Còn lẽ rồi thì chú tôi cùng với đề đường 20 đúng không anh? Ừ, top 20 đấy. Có xe ra đạp điện đấy. Ừ. Hết rồi, mang về cho vợ đi chợ em ơi. Hôm nay thì chim rất mạnh về thời đấu, được bước được vào top 20 là sự cống hiến cũng như hết mình của các chú chim. Một lần nữa xin anh một tràng pháo tay để chúc mừng cho 20 chú chim bước vào top 20. Vâng, xin chúc mừng. Ở đây chú ý thế cầu thể ấu của chim mình bên sào để chim bên có thải thở công tác. Mong anh quan sát chim mình của mình. Nào 1026 anh em tiếp tục chia sẻ nào cho Dũng một tim một like, đừng quên nhé mọi người ơi, đừng quên nhá. Bên anh Dũng là 1000 người rồi. Đấy anh em đừng like chia sẻ đến nhá. Chia sẻ bên em Sơn nhá. Đây là đây là chú ý. Đấy, bé đẹp 97 mọi người nhá. Dũng xin đọc số báo danh thứ tư từ bên tay phải sang bên tay trái này. 14 61 89 79 594 262 97 100 và 98. Bên kia màn hình của chúng ta là 72 43 55, đằng sau 79 78, đằng sau 59 64, đằng sau 42 là 15, đằng sau 62 là 82, đằng sau 97 là 19, đằng sau 100 là 28, đang ổn định. Đằng sau 98 là hết thời gian ổn định. Chín điều hai tử tẩu luôn tổng chim vào top 10. Đứng nhất bắt đầu. Chạy đi con, từng chạy đi, đúng rồi, cứ bật đi. Rồi, cứ ra mặt trong chơi đi con, bé đẹp. Rồi, cứ nhảy tưng tưng đi. Đừng nói được lắm, tôi cứ thử xử lắm, tôi cho 30 giây. Rất là hồi hộp đúng không mọi người? Đấy, rất là hồi hộp và lo lắng cho tất cả các anh em có chim trên giàn. Đấy, bạn Ngữ ơi, mất phanh đang cặm cụi lắp lốp xe cho bạn nhá. Vào. Đúng rồi, vào. Xin chết nhà anh. Nói chung là chưa biết thế nào đâu em ơi, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn tất cả anh em đã cổ vũ. Tăng độ sáng hả em? Đâu để anh làm cho, để anh làm cho không phải hỏng ấy.
Sang bên này xem nốt cháy nha. Đúng rồi. Đây. Zoom gần tí anh hả? Ờ nhưng mà anh đang quay 20 chim em ơi. Anh đang quay 20 chim để giám khảo còn chết ra. Đây lưu ý những cái chim mà di chuyển từ ngoài con ra mặt thi đấu thì nó như thế phải dừng chân. Đây là dừng đấu cũng tốt. Bé đẹp cứ túc tắc cặm cụi kiếm mồi đi con. Dạ thời gian cho 42 đấy, chi vừa 42 để chi phải dừng chân thì nó cố không chắc ra. Tí vào top 10 đơ máy đổi máy. À, Dũng cũng mong muốn rằng làm sao mà nó không bị ảnh hưởng mọi người nhé, bởi vì thâm tâm của Dũng cũng không bao giờ muốn cái điện thoại của mình nó bị ao hoặc bị nào cả đấy, không muốn lòng phụ lòng người, phụ lòng tất cả anh em. Thế nhưng mà nếu có sự cố nó xảy ra thì mọi người cũng phải hoan hỉ cho Dũng nhé. Zoom gần 5 năm tí bạn ơi, mình đang quay như này bạn thông cảm giúp mình nhá. Mình đang quay như này để cho giải đấu ấy. Đấy, khi mà hết vòng rồi ấy thì nó không còn tính điểm nữa, mình sẽ quay cho bạn xem này. Đấy. Tẹo vào chung kết thì bạn sẽ được xem con chim nét hơn. Đấy, mất phanh đánh như này thì bạn yên tâm rồi đúng không? Đấy. Không một lời nhắc từ đầu đến giờ luôn. Mất phanh và bé đẹp. Đấy, bé đẹp đây mọi người. Hả? Một cây xuống đâu rồi em? Một cây xuống top 30 rồi. Trước cái sáng rồi. Đấy, bé đẹp 15 tuổi rồi nhưng mà có thể gọi là cụ đẹp được rồi chứ không phải bé đẹp nữa, gọi là cụ đẹp được rồi. Dũng thì cũng hơi hài hài tí nhưng mà so với chim trên giàn chắc là cũng lên tuổi cụ rồi. Anh cũng cháy. Là 1800 à 1089 người lại cho Dũng một tim nhá. Dừng lại và cho Dũng một tim một nay nào. Anh Trận Toàn này có đi không anh? Anh Trận Toàn không em ạ. Anh không thấy anh ở trên đây còn không biết là anh có gửi chim hay không. Đấy, bởi vì nhớ anh em bận công bận việc thì cũng gửi chim đi thôi nhưng mà không có trên sân thi 72 Tây vực em đúng rồi. 72 Tây vực chúc Tây vực may mắn nhá. 972 quá anh ơi. Bé đẹp mà em. À bé đẹp đúng rồi. Một cái tên rất là nổi tiếng. À, Dũng cũng xin nói với anh em về câu chuyện về bé đẹp. Bé đẹp thì trước đây là anh Hùng Jumbo cũng đã ca chăm con chim và chính anh Hùng Jumbo đưa lên tên tuổi của chiến binh bé đẹp. Đấy, và sau khi được chuyển về bạn Hiệp Đồng Nai chăm cho chú chim bị dính hai nước lông và đã thành công. Đấy, và gửi về cho anh Thuấn. Đấy, anh Thuấn chuyển ra Huế thì lúc đó là gặp Dũng ở Bình Định thì anh cũng có nhờ Dũng là chăm sóc chú chim cho anh. Đấy, để anh có thể tham gia ở giải ô tô, có nghĩa là trong cái gọi là chiến binh dự bị ạ. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì Dũng chăm sóc và tìm hiểu thì Dũng cũng có thấy chú chim đạt được một cái nửa lần đầu tiên mà Dũng treo lên giàn thì Dũng thấy là chú chim khá là ok. Đấy, ở nhà thì chú chim bé đẹp này không ai có thể biết trước được, bởi vì nếu mà nhìn vào thì chắc là 500.000 không ai dám mua chú chim bé đẹp đâu ạ. Đấy. Giang viên rất là đều, viên 78 thường xuyên lên mặt đấu ra ngoài 5 lần. Đấu là không đủ nước, 30 giây cuối có đấu. Vâng, 78. Đấu thì đấu là 30 giây cuối, không đủ nước chi tiết. Quy mô, di chuyển. 72, di chuyển. Bé đẹp 15 năm tuổi và hôm nay lại quay lại trở giàn đấu sau một thời gian vắng bóng. Và hôm nay Dũng cũng đã chăm sóc và đưa chú chim vào đây sau khoảng thời gian 3 tiếng 20 phút đã cảm thấy quá là ok rồi ạ. Quá là ok rồi với cái thời tiết miền Bắc rất là khốc liệt. Đấy, và con chim ra thì nó cũng dễ chăm, nó thật với anh em là dễ chăm, dễ nuôi. Đấy. Và hôm nay bé đẹp lại được nhắc tên, không biết được nhắc tên đến đâu thôi. Hoan hỉ, hoan hỉ.
Bé đẹp chủ chính thức là anh Thuấn ra Đà Lạt anh em nhé, anh Thuấn Đà Lạt chủ hãng cá Ba Miền đấy. Còn là bạn Hiệp Đồng Nai là chăm giúp anh Thuấn để chăm nông thời điểm mà con chim nó hai lớp lông. Và sau khi bạn Hiệp Đồng Nai chăm nông xong thì Dũng lại có một cái duyên là anh Thuấn lại đưa cho Dũng chăm giúp đấy, có nghĩa chăm được ngày nào biết ngày đấy thôi. Hết thời gian ông Kim chỉ đi hai tuổi nhân bảo đứng hai của ông Kim kết nối bắt đầu. Trên trận đấu của chúng ta xem còn là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 chim. Thiệt thòi cho những chú chim đứng biên, thiệt thòi cho những chú chim đứng biên. 128, 61 và 43 đó là bốn chú chim đứng biên. Thì Dũng đang thấy thiệt thòi cho 100 ạ. Đấy, và 100 thì cũng bong nơ tương đối nhiều đấy, bởi vì thực tế trên nai của chúng ta anh em xem ai biết đúng không ạ, đấy là thiệt thòi thôi. Nói chung là cuộc chơi nó còn hên xui, nó nằm chỗ đấy. Mỗi một vòng đấu giám khảo sẽ hạ từ 2 đến 4 chim anh em nhé, từ 2 đến 4 chim và không hạ lẻ 3 chim. Nếu có 4 chim mắc lỗi gãy xỉa giám khảo sẽ hạ đủ 4 chim đấy. Có nghĩa là lỗi cứng lỗi tử ấy ạ. Bé đẹp vẫn đang cặm cụi và mất phanh cũng vẫn đang cặm cụi anh em nhé. Dũng nghĩ bạn Ngự chắc lúc này cũng đang rất là hồi hộp, mặc dù đang đi nghỉ mát với vợ ở Côn Đảo đúng không? Đấy, đang đi nghỉ mát với vợ ở Côn Đảo. Buổi tối ngày hôm qua bạn Ngự cũng ở gala cùng với bữa cơm thân mật của em Cường Lê để chia vui cùng với em để tổ chức giải đấu làm sao cho nó thành công. Đấy, hôm nay bạn cũng phải bay đi cùng mẹ gia đình nghỉ mát. Đấy, hy vọng cho 5 năm sẽ mát, làm mát mặt chủ. Mang quà về cho cái Trang. Đấy, mang quà về cho cái Trang thì nó mới quý anh Dũng, không là nó lại ghét. Ăn cơm trưa rồi anh Dũng ơi. Đúng rồi em ơi, 12:20 rồi đấy. Và giám khảo thì người ta hạ chim là phải đúng lỗi, đúng tiêu chí. Bé đẹp thì rất nhiều anh em hâm mộ đúng không ạ, cả nước rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chú chim này 15 năm tuổi rồi, ai cũng biết tên từ tay anh Hùng Jumbo. Đấy, một trong con chim là lấy rất nhiều giải luôn. 97 ấy. Cái chân của nó từ trước đến giờ nó vẫn thế mà. Nó nhảy tung tung. Bây giờ đẹp đấy. Bây giờ lên tuổi cụ rồi, nếu mà trên giàn nó nhiều tuổi nhất thôi. Cụ rồi, 15 năm còn gì nữa. Đúng rồi. Chắc chút chít rồi. Bé đẹp chùm đồng chắc. Cũng chưa biết được thế nào ạ. Bởi vì giám khảo người ta sẽ hạ chim theo tiêu chí. Thì nó còn 1-2 vòng nữa cơ, đúng không ạ? Trên giàn xem là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. 16. Dũng nghĩ chắc chắn là phải có một vòng nhạy cảm. Dũng nghĩ rằng anh Thuấn cũng đang xem luồng phát sóng trực tiếp này, bởi vì số lượng người xem bây giờ đang lên đến 1240. Nếu mà anh Thuấn xem thì hãy cổ vũ cho bé đẹp anh nhá. Một người cha ở phương xa, một người cha đẻ ra bé đẹp, và Dũng chỉ là người nuôi hộ thôi. Dũng là sống là người thật thì thật, con chim nào Dũng nuôi hộ là Dũng bảo nuôi hộ. Chứ Dũng không kiểu như là úp úp mở mở hay dấu dấu diếm diếm cái gì cả. Tất nhiên là vào chùm đồng xong rồi nên thì tất cả các chim đều hay rồi. Thái độ không tốt, không đều và chưa ăn thì tám thì cần. Thứ tư là 28, chim này ăn uống cây sáu bỏ, gạt đầu 2 lần và uống nước ta đặt bằng sông.
sau và có trận liên tiếp 28 điểm được chơi. Và tuy nhiên 28 là tiên được chia điểm nhưng đã được được chơi rồi. Chính phải được chia điểm. Bé đẹp được di chuyển vào trong. 128 điểm chơi. Không biết gì. Và hiện tại cái trận đấu là còn 12 chiến binh. Chúng tôi sẽ cho chi tiết. Nhanh nhá, để em ngồi lên trên nhá. Anh em chú ý, 12 cái tim. Chúng tôi sẽ lưu ý kim tinh xào cho kim vào đây. Dạ này chú ý, tôi dựa cái thái độ thi đấu. Khi lên trận đầu trận hiệp, lên mặt chúng tôi sẽ lưu ý các điểm từ xu hữu làm bằng quạt cầu ăn uống căng cầu căng cáo căng nga là các điểm từ chúng tôi lưu ý. Rồi bé đẹp cày đi con, cày đi, cày đi, thay đổi chân trống cho bố. Mất phanh cày đi con, ui mất phanh há hết mồm nó vẫn cày à. Mất phanh cày đi, cày đi. Cái Trang bây giờ chắc nó đang xem ấy, Trang cổ vũ nhá, thả tim thả like, chia sẻ video nha Trang nhá. Xe về với em đấy chứ không phải về với Ngự đâu. Vâng, và lượt cuối bắt đầu chọn ra hai chim để vào cùng đồng. Ôi bé đẹp, à mất phanh, chạy từ từ thôi con, từ từ thôi, tầm này mà không may thứ bố là thức đấy. Mất phanh số 55 em ạ, 55 đằng sau con 89 đấy. Bé đẹp vẫn đang cặm cụi tìm mồi. Mất phanh cũng vậy, cũng đang rất là cần cù. Mặc dù là 15 năm tuổi rồi đối với bé đẹp nhưng mà nó vẫn là một cái gì đấy là đẳng cấp đúng không? Con chim đẳng cấp nó vẫn là đẳng cấp. Không, cuộc chơi này không? Cuộc chơi này hết xui. Chạy con, đừng ăn, tẹo ăn, tẹo chùm đồng ăn thoải mái con. Chạy đi. Ờ, anh cảm ơn. Cảm ơn tất cả anh em nhé. 89 có nhịp lên, lưu ý 89. Ok, Kevin Nguyễn ơi. À, mất phanh thì Dũng chỉ sợ rằng nó thiếu mặt đấu khi đứng biên thôi, bởi vì nó đánh điểm mạnh của nó bên trái, anh em thấy rồi, nó chỉ đánh một mặt thôi. Thế nhưng mà vào ngày hạ ra hai chim thì chắc chắn nó trùng đồng rồi, và bốc số ba danh mà nó may mắn nữa giữa dàn nữa là chết còn. À. Bây giờ 64 chặng kim lưu ý 64. 43 vào chặng kim lưu ý 43. 61 vào tàu chặng kim có được chưa? Anh em tỉnh Hải Dương nhá, anh em tỉnh Hải Dương, đặc biệt anh em nào fan hâm mộ của bạn Ngự nhá, bạn Phá Phá đấy, anh em chúng ta cổ vũ cho mất phanh. Còn tất cả anh em mà fan hâm mộ mà từ trước đến giờ vẫn nhìn thấy bé đẹp đấu trên dàn từ tay em tay anh Hùng Zamo và bạn Hiệp Đồng Nai thì đến ngày hôm nay ở trong tay Dũng Cháy thì cũng cổ vũ cho bé đẹp nhá, không phải cổ vũ cho mình đâu, cổ vũ cho bé đẹp đi. 97 em ơi. 61 lưu ý 61 lên mặt tập trung. 59 lên mặt 64 hoặc cầu điểm trừ. Lưu ý 59. 61 lưu ý 61 không tập trung không nghiêm chỉnh. Đừng nhòm dưới con, chạy đi. Đã có cái hiệu của giám khảo. Rồi hết giờ, ok. Chùm đồng chắc rồi anh em ơi, thiếu gia nó cũng chùm đồng rồi. Riêng anh Dũng là hôm nay là lấy Avalet đầu tiên. Được, thoải mái, thoải mái tâm lý. Được, 97 vô địch, đúng rồi, 97 là vô địch đúng rồi. Ai cũng muốn hiểu được. Đây rồi. Cái nhịp vừa rồi chim trùng hết rồi.
nó chơi lâu quá rồi bây giờ nó hết ít chim quá tiếng là bố bằng cái cường độ cao là cường độ cao nhưng mà sợ ba tiếng rưỡi rồi gần như không được dùng nữa con mình với một con đâu anh phải nhắc đấy anh em lên đừng ý kiến anh em quy anh hưng à làm ai nhắc cái từ đầu đút là dữ rồi xong rồi mình quay như kia đâu mình quay như biến đấy em vào giữa rồi đúng của nó rồi chứ không biết là đúng rồi mà mốt người thấy đâu cái vòng rồi Các con nghỉ đi. Sau đó khi các điểm lên thì nó tốt thì chắc chắn ít điểm lô ấy chúng tôi sẽ không đề cập. Tuy nhiên trường hợp càng lên lô ấy mà về sau chúng em càng giảm thì chắc chắn nước thải không tốt bắt buộc chúng tôi lưu ý rất nhiều. Vì vậy đầu tiên chú chi mà chúng tôi lưu ý nhiều nhất trên sàn thi đấu là 50 tiếng. Tuy nhiên là thường xe ấy mặt cầu lên mặt đấu ra ngoài xù lũ càng về sau thì đăng tiếng càng bắt nhịp trên sàn thi đấu. Vì vậy 5 tiếng nhiều chơi trước tiên. Và các chú chi chúng tôi lưu ý nhiều chúng tôi mang vào so cả 61, 64 là 72. Thì 72 là kim có hoặc cầu. Nhưng mà sau khi hoặc cầu về sau là sống 72 thi đấu trước kỳ tốc có tuyên xào của 72 của kỳ tiếp. Thứ 64 và 61 thì 64 có cặp có hoặc cầu về sau di chuyển gần mặt thi đấu. Thế nhưng trái lại 61 ác uống hoặc cầu lơ lặng sụp vào bắn ra cầu tử. Tuy nhiên càng về sau thì 61 càng chậm nhịp để xào thi đấu. Và thái độ là không tập trung là 64. Nên nước hậu 64 tốt hơn và 64 đến 64 được của chơi. Chúc mừng người đây và xin mời người đây và cùng lòng và chăm sóc. Thật sự chim rất nhiều, nước hậu ở đây không tốt, nên phải dừng cuộc chơi.